Xin chào các bác đã đến với kênh Kia Xe Đạp, kênh chuyên review các cái xe đạp chính hãng nhập khẩu. Cái dòng xe đua Gian TCR 6500 này thì nó được trang bị cái khung nhôm siêu nhẹ độc quyền của Gian. Con này thì, để mà nói thì nó chỉ chênh với carbon tầm 1-2 cân. Nhưng mà đi nó, nếu mà để mà nói về nếu mà khung nhá, thì thằng Gian ấy không phải tự nhiên nó nổi tiếng nhất thế giới về chế tạo xe đạp. Đó là có cái công nghệ AluXFL. Đấy, thì AluX là nhôm trang bị cho những cái dòng phổ thông, còn AluXFL là cái dòng mà nhẹ hơn AluX. Đấy, các bạn có thể Google để biết thêm cái thông số này. Và cái dòng đua cũng thế, thì cái dòng OCR thì cái dòng cấp cấp hơn, còn dòng TCR thì bao giờ cũng là cao cấp hơn. Hiện nay em có một con chiếc TCR model là 6500. Đấy, thì dòng này thì em cũng bán trên kênh cũng khá là tối số rồi. Đấy, thì hôm nay về tiếp tục có một con nữa, con TCR 6500. Về phần sơn em quay chi tiết cho các bác xem. Có một vết xước nhỏ nhỏ đây, bắt đầu tất cả là sơn là di nguyên hết. Tất cả là di nguyên hết. Thậm chí người em còn chưa lau chùi cơ. Xe còn chưa lau chùi luôn, hạn còn nguyên vết bẩn quá. Khung nhôm siêu nhẹ AluXFL dòng này. Các bác tra Google AluXFL Quad E-min, có nghĩa là gì ấy. Đấy, thế ra càng vô TCR Compact Run dòng giờ xe, chiếc xe này ấy, tất cả các xe là đều được trang bị cái may ơ, một cặp may ơ và vành, tức là vành nguyên cặp ấy, của hãng Cero. Hãng này là hãng vành rất là tốt. Bác nào mà chơi xe ấy, thì các bác sẽ biết là cái vành Cero này là khá ngon, ok, rất là ngon. Lốp là lốp Victoria, lốp khá là ok luôn. Lốp chủ chơi Victoria, cụm phanh tất cả các thứ con này được trang bị là Tiagra 10 tốc độ. Tay lắp này, cụm phanh này, đấy đều là Tiagra hết. Ghi phốt nhôm của Gian nhìn khá là đẹp. Cụm phanh Tiagra, vành sau là cũng là Cero các bác nhá. Vành một cặp vành Cero, Mayer rồi là vành đều là của Cero hết. Củ đề Tiagra 10 lít. Đặt đề Tiagra nhé các bác nhé. Size là con này size S. Size S phù hợp cho các bác từ 1m62 đến 1m72 đi. Vâng, một số bác hỏi, thường hay hỏi em về giá bán. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác ở trên điện thoại ấy, các bác muốn biết cái giá bán của chiếc xe đạp thì các bác ấn vào cho em cái mũi tên trỏ xuống đây. Đấy, nó sẽ hiện ra giá bán. Tất cả các xe bên em là đều giá bán công khai các bác nhá. Và nếu như mà em đã đề không đề giá thì tức là xe đã bán. Và video chỉ là một trong rất nhiều chiếc xe em hiện có. Thì tất cả những cái xe em hiện có ở đường link này, các bác nhấn vào để xem tất cả các cái xe em hiện có đầy đủ ảnh và video ở trong đó các bác nhé. Mọi vấn đề về chiếc xe, các bác cần hỏi về xe nào, các bác nhắn tin giúp em qua số Zalo 0975 709 943. Đấy, các bác ấn vào đây này, rất là nhiều xe, cái đường link mà em để ở dưới phần mô tả đấy. Và ngoài ra các bác ấn cho em chữ đăng ký, cộng ấn chuông, chọn tất cả để không bỏ lỡ những cái chiếc xe đẹp em đưa lên trên kênh nhé. Cảm ơn các bác. Tiếp mời các bác tiếp tục xem video. Giờ em sẽ vào đánh giá chi tiết cái bộ chuyển động này cho các bác xem nhé. Size riêng dòng da này thôi, không phải đo nữa vì nó size S rồi.
Rồi gỡ lên nít nhá. Xuống nít này. Lên này. Em du. Đấy, rất mượt mà. Em du như xe chạy điện. Lên đĩa này các bạn. Đây là đang ở đĩa to ăn xuống đĩa nhỏ nhá. Đấy. Lên đĩa to này. Xuống đĩa này. Rất là êm ái. Rất là êm ái các bác nhá. Cùng gian. Gian nhôm siêu nhẹ độc quyền gian TCG dòng cao cấp đua, trang bị full group Tiagra nhôm sáng bóng, bộ vành cặp Cero. Đấy. Và xe là có giá bán bên em là 12.800.000 bao ship tận nhà cho các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm với chiếc xe thì nhắn tin Zalo qua số 0975 709 943, bên em tư vấn trực tiếp nhé. Và ngoài ra các bác ấn cho em, giúp em cái đăng ký, cái chữ đăng ký ở dưới màn hình góc bên phải, để mà khi mà bên em đưa xe lên thì YouTube gửi thông báo vào màn hình điện thoại của các bác để các bác xem các cái xe khác. Cảm ơn các bác đã xem video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.